mới chỉ đầu mùa đông. Nhưng theo thống kê tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, số bệnh nhân mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa đã có xu hướng tăng. Trong đó, người già và trẻ em có số ca mắc bệnh nhiều hơn cả. Thời tiết mùa đông thường có nhiệt độ và độ ẩm thấp. Đây là điều kiện tốt cho vi khuẩn, virus phát triển. Bên cạnh đó, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm thường có chênh lệch lớn, cho nên những người sức khỏe yếu, đề kháng kém sẽ dễ mắc bệnh trong thời gian này. Tuy nhiên, với một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, khoa học và hợp lý sẽ giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể và phòng tránh các loại bệnh tật. Chúng ta biết rằng mùa đông thì thay đổi thời tiết thất thường. Có khi buổi sáng, buổi đêm thì rất là lạnh, nhưng mà buổi trưa thì có thể là ấm. Do đó mà chúng ta thấy rằng cái điều này nó cũng sẽ gây ra làm cho cái điều hòa nhiệt độ cơ thể cũng khó thích nghi. Do đó mà có thể dễ mắc các bệnh như chúng ta thấy như là cảm cúm, rồi các cái bệnh viêm đường hô hấp, ví dụ từ viêm họng cho đến viêm phế quản, viêm phổi, có thể do nhiễm khuẩn, có thể do nhiễm virus xảy ra. Rồi về mùa đông chúng ta thấy rằng cũng có thể bị tiêu chảy do nhiễm virus, rotavirus. Thì đấy là những cái bệnh mà chúng ta thấy rằng hay xảy ra mùa đông, nhất là các cái đối tượng như là trẻ em, như là người già thì rất là khó thích nghi và dễ bị bệnh. Theo các chuyên gia, những thực phẩm giàu protein, carbon hydrate và chất béo là sự lựa chọn đầu tiên giúp cơ thể chống rét và tăng sức đề kháng. Bởi những thực phẩm giàu protein sẽ giúp cơ thể tăng nhiệt tốt hơn so với những thực phẩm chứa tinh bột hoặc chứa chất béo. Vì thế, chúng có khả năng giữ ấm tốt hơn. Bên cạnh đó, việc bổ sung những thực phẩm giàu iốt cũng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, bởi iốt là nguyên liệu chính tổng hợp hormone tuyến giáp, có thể thúc đẩy protein, carbon hydrate, chất béo trong cơ thể chuyển hóa thành năng lượng, từ đó sản sinh ra nhiệt, chống lại cái rét. Do đó, trong mùa đông nên ăn nhiều những thực phẩm giàu iốt như rong biển, sứa, tôm, cua, sò, hến, hạt mè đen, hạt hướng dương. Các thực phẩm từ sữa, các loại rau xanh giàu axit amin cũng giúp nâng cao khả năng chịu rét của cơ thể. Vào mùa đông, nhiệt độ thấp sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của vitamin, nên phải kịp thời bổ sung bằng chế độ ăn uống. Như vitamin A có thể tăng cường khả năng chịu lạnh của cơ thể. Vitamin nhóm B giúp trao đổi chất bình thường. Vitamin C có thể nâng cao khả năng thích ứng với cái rét. Vitamin E có thể giúp lưu thông tuần hoàn máu, điều chỉnh sự cân bằng hormone trong cơ thể. Do đó, nên bổ sung nhiều những thực phẩm giàu vitamin như gan động vật, cà rốt, ngũ cốc thô, rau có màu xanh đậm, hoa quả, các loại hạt, cá biển và các sản phẩm từ đậu nành và chế độ ăn hàng ngày. Đặc biệt, để giúp cơ thể chịu lạnh tốt hơn, việc bổ sung các khoáng chất như magie, kẽm, sắt trong các bữa ăn hàng ngày là rất cần thiết. Trong đó, các loại rau củ quả như cà rốt, khoai tây, cải thìa, ngó sen, khoai lang là những thực phẩm chứa rất nhiều những loại khoáng chất này. Cũng theo các chuyên gia, việc bổ sung vitamin C trong chế độ ăn hàng ngày có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng sức đề kháng, giúp ngừa các loại bệnh tật cho cơ thể. Về dinh dưỡng cho mùa đông thì chúng ta thấy rằng bất cứ ở đối tượng lứa tuổi như thế nào thì chúng ta cũng vẫn cứ phải đáp ứng đủ một cái chế độ ăn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng và phải đảm bảo đủ các 4 nhóm thực phẩm và chú ý là giàu vitamin, khoáng chất rồi các cái chất chống oxy hóa để mà giúp cơ thể có đầy đủ các chất dinh dưỡng để nâng cao miễn dịch, rồi góp phần để dự phòng cũng như là hỗ trợ điều trị khi mà bệnh xảy ra. Thế thì ở đây thì ngoài vấn đề
xây dựng cái bữa ăn đủ chất dinh dưỡng thì cái cách chế biến cũng quan trọng. Ví dụ chúng ta thấy rằng đối với trẻ em, đối với người già thì phải chế biến các cái món ăn mềm rồi dễ ăn, thì các đối tượng như trẻ nhỏ, như người cao tuổi mới có thể đáp ứng đủ cái khẩu phần ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, theo y học cổ truyền, chế độ dinh dưỡng có đầy đủ ngũ vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng cũng có tác dụng rất tốt trong việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bởi theo lý giải của y học cổ truyền, vào mùa đông, con người thường đi tiểu nhiều. Vì thế, ăn đồ chua như ăn cam quýt, ô mai, sơn trà có thể giảm bớt tiểu tiện. Ngoài ra, vào mùa đông, thận, thủy làm chủ dễ khắc tâm, hỏa, tức là mùa đông, tâm hỏa hư nhiều. Vì vậy, lúc này cần ăn nhiều vị đắng để bổ tâm. Ngoài ra, những chất dạng kiềm chứa trong các thực phẩm vị đắng có tác dụng tiêu viêm giải nhiệt, thúc đẩy tuần hoàn máu và làm giãn huyết quản. Thực phẩm có vị ngọt có tác dụng bồi bổ, làm phòng chống co giật. Vì vậy, trong mùa đông nên ăn thêm các thực phẩm có vị ngọt như các loại đường, mật ong, mứt để cung cấp nhiệt năng, giúp cơ thể chống chọi lại với giá rét. Nhưng cũng không nên ăn quá nhiều vì dễ gây béo phì, làm trở ngại cho sự tiêu hóa của dạ dày và giảm cảm giác thèm ăn, thậm chí còn ảnh hưởng không tốt đến tim và thận. Thực phẩm vị cay có tác dụng phát tán, hành khí, hoạt huyết. Phần lớn thực phẩm có vị cay thiên về tính nhiệt như hành, gừng, tỏi, ớt, hạt tiêu, quế, hồi. Khi dùng vào mùa đông, có thể trừ hàn và kích thích tăng nhiệt lượng cho cơ thể. Dinh dưỡng học cổ truyền còn cho rằng vị mặn có tác dụng bổ ích âm huyết, đào thải tán khết, làm mạnh tạng thận. Theo nguyên tắc thu đông dưỡng âm, mùa đông nên ăn nhiều thực phẩm vị mặn để bổ thận, ví dụ như rau câu, sứa, rau tảo. Tuy nhiên, cũng tùy theo thể trạng của từng người mà có chế độ ăn uống hợp lý, cân bằng trong việc bổ sung dưỡng chất. Như trẻ em thì chúng ta thấy rằng chế biến các cái món ăn, chúng ta thấy là ví dụ như món ăn giàu đạm thì phải chế biến mềm, các cháu dễ ăn. Rồi các cái món rau xanh, quả chín thì các cháu cũng được cung cấp thường xuyên. Ví dụ chú ý thì khi mà ví dụ như mùa hè thì chúng ta có thể uống nước quả ở dạng mát, nhưng mùa đông thì chúng ta nên pha ở dạng ấm. Ví dụ sau khi có nước quả nguyên chất thì chúng ta pha thêm một chút nước sôi để cái nước quả ấm thì các cháu nó uống cũng dễ hơn. Thì đối với người già chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng các bữa cơm gia đình cũng phải chế biến các cái món ăn mềm dễ ăn, có thể là ăn ngoài cơm thì thỉnh thoảng chúng ta có thể đổi món là ăn cháo, ăn bún, ăn miến để cho mà dễ ăn hơn. Nhưng mà về nguyên tắc thì bữa ăn cũng vẫn phải đủ chất dinh dưỡng. Và ở đây chúng ta thấy rằng mùa đông thì đối với người cao tuổi thì chúng ta thấy rằng trong các món ăn cũng có thể thêm các cái gia vị mà giúp tăng cường miễn dịch tốt. Ví dụ như là có thể các món ăn chúng ta có thể xào hoặc trộn mà có thêm tỏi, thêm và các món ăn chúng ta cho nhiều các rau gia vị, ví dụ như nhiều hành, nhiều rau thơm cũng rất là tốt cho người cao tuổi để mà giàu các cái vitamin khoáng chất, rồi giàu các chất chống oxy hóa để giúp nâng cao cái tình trạng miễn dịch cho cơ thể và giúp các cái chuyển hóa của cơ thể diễn ra tốt. Thế thì trong món ăn của người già chúng ta thấy rằng cũng có thể thêm một chút gừng, rồi ăn ấm như vậy thì cũng giúp để giải cảm và dự phòng các cái cảm cúm cũng rất là tốt. Những loại thực phẩm nên ăn trong mùa đông: bí đỏ. Bí đỏ chứa rất nhiều vitamin A và vitamin C, cùng với các nguyên tố vi lượng molybden và mangan giúp cơ thể sản xuất enzyme, hormone và các chất cần thiết khác để thúc đẩy sự trao đổi chất. Do vậy, bí đỏ được đánh giá là một trong những siêu thực phẩm dành cho mùa đông. Các loại rau cải có màu xanh đậm là thực phẩm giúp tăng cường thể lực cho cơ thể, giảm bớt tình trạng nghẽn tắc phổi, dạ dày và đặc biệt cho hệ miễn dịch.
Không những thế, cải xanh còn rất giàu sắt, canxi, beta-carotene, dầu kali, vitamin C. Vì thế, để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể vào mùa đông, việc bổ sung các loại rau cải vào chế độ ăn hàng ngày là rất cần thiết. Lưu ý là để mà nâng cao miễn dịch thì cái chế độ ăn phải giàu các vitamin, ví dụ vitamin A chẳng hạn, thì nó có ở đâu ạ? Thì có rất nhiều trong các cái rau có lá màu xanh thẫm, ví dụ như rau cải song, rau muống, rau ngót hay là bí đỏ thì chúng cũng giàu beta carotene, thì chúng ta cũng có thể đưa vào bữa ăn cho người già, trẻ em để giúp nâng cao cái mức beta carotene ăn vào và để giúp cho chuyển hóa thành dạng vitamin A để giúp nâng cao miễn dịch. Giá đỗ làm từ đậu nành, đậu xanh có chứa lượng lớn protein, chất béo và carbon hydrat, natri, photpho, sắt, canxi và các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Giá đỗ bổ sung thêm vitamin, chống mệt mỏi và có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Rau diếp cũng là loại thực phẩm nên ăn trong mùa đông, bởi ăn những dưỡng chất có trong rau diếp có thể tăng cường tiết dịch vị và dịch tiêu hóa, tăng bài tiết mật cho cơ thể. Bên cạnh đó, rau diếp có chứa nhiều natri kali và các loại vitamin giúp duy trì cân bằng nước, huyết áp và đặc biệt tốt cho người mắc bệnh tim, biếu cổ, ho. Cà rốt, củ cải, dưa chuột là những thực phẩm chứa nhiều nước, nhiều vitamin C cùng một số chất nhất định như tiền canxi, photpho, carbon hydrat, một lượng nhỏ protein, sắt và các vitamin khác. Vì thế, củ cải rất có lợi cho gan, phổi, dạ dày, loại bỏ chất độc, giải nhiệt, tiêu đờm, bí tiểu, thích hợp trong việc bổ sung dinh dưỡng và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Chúng ta thấy rằng mùa đông thì dễ mắc bệnh, do đó mà phải ăn một cái chế độ ăn mà giàu các cái vitamin, khoáng chất, rồi giàu các chất chống oxy hóa, ví dụ như là vitamin C, thì chúng ta thấy rằng có sẵn trong rất nhiều các cái loại rau xanh, hay đặc biệt trong các dạng quả chín chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng rất là giàu vitamin C, rồi vitamin E cũng có trong các cái hạt nảy mầm như là giá đỗ chẳng hạn, thì chúng ta ăn nó cũng giúp cho nâng cao cái miễn dịch, rồi thức ăn giàu kẽm cũng giúp nâng cao miễn dịch mà có trong thịt gà hay là trong các thức ăn từ biển, rất là tốt. Như vậy có thể thấy, một chế độ ăn cân bằng, đầy đủ dưỡng chất và phù hợp với thể trạng của từng lứa tuổi sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, có sức đề kháng để phòng chống mọi loại bệnh tật.